Thưa quý vị, tại kết luận số 72 ngày 23 tháng 2 năm 2024 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 13 ngày 16 tháng 1 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Bộ Chính trị xác định 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó nêu rõ giao trách nhiệm cho người đứng đầu trong quyết định đầu tư. Thực tế cũng đang đặt ra yêu cầu về việc triển khai có hiệu quả nội dung này để nâng cao hiệu quả đầu tư công. Lâm Đồng là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp của cả nước. Tính đến ngày 7 tháng 6 năm 2024, số vốn đã giải ngân được của địa phương này là trên 974 tỷ đồng, chỉ đạt 12,2% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân thấp hơn cùng kỳ năm 2023 là 3,4% kế hoạch. Chúng tôi rằng là có vai trò của người đứng đầu, nó thể hiện ở chỗ là sự tham gia, sự đốc thúc và làm chưa hết mình của một bộ phận những người đứng đầu ở các cái đơn vị, các cái bộ phận ở trong cái quy trình về giải ngân đầu tư công. Hơn nữa đó, trong các cái quy trình, trong các cái sự chậm trễ đó, đâu đó người ta vẫn có thể thấy những cái gọi là tín hiệu hay là những cái biểu hiện nhất định của những cái việc sợ trách nhiệm, do không hiểu hết pháp luật, do không dám ký trong cái khả năng của mình trước các cái bối cảnh mà nhạy cảm chính trị. Thứ hai nữa là có thể do cái bộ máy giúp việc chưa đảm bảo chất lượng, khiến cho người đứng đầu cũng không dám làm hết trách, không dám ký để mà thực hiện các cái nhiệm vụ của mình. Có thể thấy câu chuyện chậm giải ngân vốn đầu tư công xảy ra ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, sở ngành. Do đó, việc giao trách nhiệm cho người đứng đầu trong quyết định đầu tư sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phân cấp phân quyền gắn với năng lực tổ chức thực hiện và đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu ở địa phương, rút ngắn quy trình ra quyết định, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện đầu tư. Người đứng đầu ấy phải biết được trách nhiệm của mình là gì, nhiệm vụ của mình là gì, và trên cơ sở nhiệm vụ và trách nhiệm đó thì anh phải phân cấp phân quyền và chỉ đạo mọi cái cụ thể. Và cái vấn đề quan trọng nữa là phải có sự phối hợp một cách chặt chẽ và lập lại một cái kỷ cương, kỷ luật tài chính, về kỷ luật kỷ cương trong cái giải quyết giải ngân vốn đầu tư công. Và một vấn đề rất quan trọng là phải có chế tài xử lý một cách hết sức nghiêm minh, công khai những cái vi phạm và những cái thiếu trách nhiệm cũng như cái không thực hiện cái tròn trách nhiệm của mình trong vấn đề giải ngân vốn đầu tư công. Xây dựng các cái hệ thống dữ liệu liên thông, rồi công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác thông tin tuyên truyền và các cơ chế khác và tham gia kiểm tra cũng cần phải làm tốt, để giúp vừa là minh bạch công khai thông tin rộng rãi, vừa tạo sự liên thông trong vấn đề xử lý các cái vấn đề tin tức có liên quan, nhất là những thông tin liên quan tới cơ sở pháp lý cho những quyết định của người đứng đầu đó. Theo các chuyên gia, trước tiên cần xây dựng một hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư. Căn cứ vào đó, chúng ta có thể quy trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu để từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư công.